Trước tiên thì tôi sẽ nói với tất cả các bạn ở Việt Nam ta có những vấn đề mình không thể lấy ra để mà làm trò đùa được. Thì các bạn đều đã biết, thì nhân ngày lễ Halloween vừa rồi thì ở một cái quán bar ở ngoài Hà Nội thì có một, vâng, sau này xác định được là cái quản lý của quán bar đó đã đóng hành Bác Hồ, tức là mặc quần áo kaki, đi dép dâu và cũng hóa trang như Bác Hồ và nhún nhảy cùng với lại cô Gigi ở đó. Thì những hành động này không thể được. Thì nhân cái sự kiện này thì tôi nói với tất cả các bạn, ở Việt Nam mình có 3 điều mà không thể đưa ra làm trò đùa được. Đó, điều thứ nhất là cái vấn đề chủ quyền quốc gia. Điều thứ hai là đùa giỡn về vấn đề hình ảnh của Hồ Chủ tịch. Và điều thứ ba là đùa giỡn với hình ảnh của đại tướng của chúng ta, đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì ba cái điều này tôi nói với tất cả các bạn, không thể nào ví dụ một cái công dân của nước ngoài sống ở Việt Nam và những công dân Việt Nam lấy ra làm trò đùa được. Các bạn đùa thì các bạn không thể đùa ra những cái hình ảnh thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam như là Bác Hồ được. Và ngay cái cách đây cỡ khoảng một ngày, tại một cái quán bar ở Hà Nội, cái quản lý hôm nay xác định được cái quản lý cái quán bar đó đóng giả hình ảnh của Bác Hồ mặc quần áo kaki, đi dép cao su và coi như là nhún nhảy cùng với DJ của những quán bar đó. Cái hành động mà tôi nói với tất cả các bạn không thể, và không thể, không bao giờ chấp nhận được đưa cái hình ảnh của Bác Hồ vào những ngành đấy gọi là Halloween như thế này được. Tôi bác cái hình ảnh đó, nhưng mình tôi là một người gọi là người dân bình thường thôi, tôi nhìn thấy những hình ảnh đó thì nói chung là không chịu được. Cũng rất là may là cái cơ quan chức năng của Việt Nam phản ứng rất kịp thời và ngày hôm nay đã gọi cái người mà quản lý quán bar đó và cái tên, địa chỉ, tên, tuổi của cái người quản lý quán bar đó đã được công an ở Hà Nội gọi lên, mà không biết gọi lên xử lý bằng cách như thế nào thì không biết nữa. Đây tôi nghĩ rằng là đây là một cái hành động ấy. Thì nói chung là mình cũng không thể quy kết nó nặng nề được, nhưng mà đây là hành động rất là vô ý thức, đúng không? Vô ý thức của những em học sinh ở một trường phổ thông trung học ở Hà Nội và cái người quản lý quán bar đó, người ta không có một cái gì người ta nghĩ sâu xa cả. Người ta tưởng người ta đưa những ngày lễ Halloween chẳng hạn, ngày lễ hóa trang, người ta hóa trang bằng bất kỳ một cái hình ảnh nào cũng được. Người ta đưa Hồ Chủ tịch ra, người ta hóa trang, sau đó coi như người ta nhún nhảy ở một cái nơi mà nó không trang trọng một tí nào cả, đúng không? Một cái quán bar là cái nơi mà giải trí, cái nơi ăn chơi mà tức là một cái nơi nó không được trang trọng lắm mà coi như đóng giải Bác Hồ, lại coi như là nói cái câu mà Bác Hồ đã nói trong cái bản trong cái ngày lễ độc lập ngày 2/9/1945 ở quảng trường Ba Đình: đồng bào có nghe tôi nói rõ không? Đó. Rất bất dạy. Mình nhìn ấy, cái hình ảnh đó rất là phản cảm. Bây giờ tôi nói với tất cả các bạn ở đây, những người Việt Nam chân chính không thể nào chấp nhận được. Vậy trước tiên chia sẻ xin chào anh Bằng, anh Phú, chào các anh chị em diễn đàn. Thì cái chủ đề hôm nay anh Bằng đưa ra là cái sự bức xúc chung của rất nhiều người. Em chia sẻ thì cái vấn đề không có ai cũng biết, Việt Nam mình có một cái câu thành ngữ mà hầu như ai cũng từng nghe, đó là cái câu thành ngữ Việt Nam Hồ Chí Minh. Nó là một thành ngữ gắn liền
đất nước và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì thế, những ai xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng nghĩa với việc xúc phạm đến đất nước con người Việt Nam. Hãy nhớ lấy điều đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hình tượng không thể đem ra đùa giỡn, không thể đem ra để xúc phạm. Ở Việt Nam có Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và quốc kỳ, quốc huy là những thứ không thể xúc phạm, không thể xuyên tạc bôi nhọ. Các vị không thích, các vị ghét, đó là quyền các vị. Nhưng các vị xúc phạm bôi nhọ, nếu các vị ở Việt Nam thì các vị không có thoát được đâu. Còn các vị ở Mỹ, ở Úc, ở châu Âu thì không bàn đến, bởi vì các vị không còn là người Việt nữa. Nhưng mà ở Việt Nam thì xin thưa cộng đồng dân tộc Việt Nam sẽ không để các vị yên. Đảng, nhà nước, chính quyền không để các vị yên. Tại vì những cái trường hợp xúc phạm này đã từng có những trường hợp bị bắt ở Cần Thơ cách đây 2 năm, đem hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi Chủ tịch Tôn Đức Thắng rồi các vị lãnh đạo đảng nhà nước lên Facebook xúc phạm chế hình và đã bị chế tài bằng cái hình thức là phạt tù. Nước nào cũng có luật, có quy định của nước đó. Các anh ở đây, ở Việt Nam thì các anh phải chấp hành. Các anh không có quyền tự do đến mức muốn làm gì thì làm. Cái thứ tự do dân chủ quái đảng không ai chấp nhận được. Nó không phù hợp với cái người phương Đông. Các vị nên nhớ, đây là hình tượng gắn liền với đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Các vị đừng có thể hiện cái sự ngu dốt, cái sự coi thường pháp luật, coi thường cái hình tượng mà dân tộc Việt Nam tôn thờ. Thì cái việc này nó làm cho những người khác, nhiều người khác bức xúc. Và hôm nay mạng xã hội thì ngoài cái việc bão lũ thì cái vấn đề này cũng được chia sẻ rất là nhiều. Đó, thì anh Bằng đưa ra cái chủ đề này cũng đúng và chúng ta cũng phải mở rộng ra, bởi vì chủ đề này thì nó là gói gọn một vấn đề thôi, nhỏ thôi. Nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cả cái đất nước này. Những người xem Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ, là người khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam, là người khai sinh ra đất nước Việt Nam này. Chứ nếu mà các vị nhìn lại lịch sử đi để thấy, nếu không có Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có Đảng Cộng sản thì hiện giờ cái đất nước Việt Nam này không biết nó ra thế nào, nó như thế nào nữa. Còn các vị chống cộng, các vị không thích Chủ tịch Hồ Chí Minh là quyền của các vị. Nhưng mà tuyệt đối đừng bao giờ xúc phạm. Thì có một số cái bức xúc lên thì chia sẻ với diễn đàn. Ở nãy giờ các anh cũng nói nhiều đến các vấn đề khác. Thì em chia sẻ chút xíu rồi mời các anh chị khác lại lát em chia sẻ tiếp. Rồi xin mời em chào anh Bảo, chào chú Phú, chào hai anh mới lên nhé. Còn em xin xuống cho anh em nói chuyện, em bận chút nhé. Chào mọi người. Rồi xin mời Phát Trần. Dạ. Chiều nay em có nghe cái tin về cái vấn đề hình tượng của Bác Hồ bị ai đó giả mạo, là rồi cái hình ảnh đó đi vào trong cái nơi nào đó sai trọng, nhưng mà cái cách ứng xử của cái nhân vật đó giống như là đang chê bai cái hình ảnh của Bác. Thì cái này mình phải nói là cái đó là Bác Hồ là người ta gọi là hình ảnh hình tượng phẩm giá của quốc gia mình, chứ không phải không. Mỗi nước nào cũng phải có một cái hình tượng quốc gia hết. Nước nào cũng vậy, Thái Lan thì là vua, những nước thì là vua của Việt Nam mình là có Bác Hồ. Và cái hình tượng hay là cái nó đại diện cho cái phẩm giá quốc gia, tức là đụng vô cái do đó là bất khả xâm phạm. Nước nào người ta cũng như vậy hết, có những cái người ta sẽ bất khả, có những cái là người ta sẽ bất khả xâm phạm, là mình không có thể nào mà mình có thể đụng chạm vô, ảnh hưởng vô được. Nhưng em thấy là mấy ngày gần đây các anh cũng thấy ở tình hình thế giới, chỉ vì một cái ông tổng thống phát ngôn bảo rằng là cái đạo này đạo kia như thế, mà họ đã giác dao vào trong nhà thờ, họ chém như vậy luôn, họ làm những cái hành động
không phải là con người nữa, mà chỉ vì những cái mâu thuẫn như vậy, đụng chạm vào cái hình tượng phẩm giá quốc gia như vậy. Vậy mà ở trong nước lại có những con người mà thực hiện, mà theo em nghĩ thôi, những cái con người như vậy chắc chắn là phải có cái sự liên hệ gì đó với nước ngoài. Em nghĩ là người Việt Nam bình thường không ai có cái gan làm vậy, không ai dám mà có thể mà xúc phạm vào cái phẩm giá quốc gia theo cái kiểu như vậy. Và có một phần em nghĩ là hình như là ở trong nhà nước mình chưa có, hiện tại chưa có một cái luật về cái phẩm giá quốc gia, những yếu tố phẩm giá quốc gia như nó chưa có rõ hay sao á. Cho nên là có nhiều người họ làm nhưng mà cái kiểu giống như họ bất chấp, không có luật rồi không có cái biện pháp chế tài, cho nên bây giờ họ muốn gọi là thử thách chính quyền hay sao. Em nghĩ chắc là người bình thường không ai dám dám đem cái hình ảnh Bác Hồ ra làm như vậy, phải có một cái động cơ nào đó bên trong.